Vlog thực hành thiết thực, cụ thể, giúp khắc phục tập luyện, phương pháp tập gym đúng chuẩn. Duy Nguyễn THOL. Xin chào các bạn. Trong vlog trước thì Duy đã đề cập với các bạn là những cái sai lầm chết người, những cái nguy hiểm chết người khi các bạn thực hiện cái bài cắt ngực với cái máy Deploy Band Press. Vậy thì cái giải pháp cắt ngực nào nó an toàn mà nó hiện đại thì hôm nay là chủ đề của vlog này. Để cắt ngực an toàn hiện đại là chúng ta tập tác động đến vùng ngực dưới đây nè, cái vùng ngực dưới, nhưng mà thêm phía bên ngoài nữa nó mới dày lên, dày nó mới đẹp, nó mới đều. Nói chung nói gì rất là kiêu hãnh với vùng ngực của mình. Tại vì nếu mà các bạn ngày xưa ngực bự rồi các bạn tập đẹp cái chuyện đó bình thường, nhưng mà ngày xưa ngực bét bạn, ngày xưa ngực bét mà ngày nay chỉ tập được cái ngực như vậy đó là Duy rất là tự hào. Và đụng tới ai tới đi tới đâu á Duy cũng nói là bộ ngực của Duy giống như là bầu trời chân lý chói qua tim vậy. Nó bị kiêu hãnh các bạn, mà thông cảm nha. Mình khi mình làm được cái việc gì cải thiện từ cái khó khăn nó đến một cái thành công là mình rất kiêu hãnh. Và hôm nay Duy rất tự tin để chia sẻ với các bạn những bí kíp mà Duy đã có được trong những 5 tháng vừa qua khi mô tổng trên đường Duy mơ. Vậy thì cái bài đầu tiên mà Duy muốn giới thiệu các bạn đó là cái bài Leverage Dip. Tại sao là bài này? Tại bài này nó dễ, bài này đơn giản, nó nhẹ. Bạn yếu thì bạn tập tạ nhẹ, bạn nặng thì bạn chơi tạ nặng, bạn mạnh thì bạn chơi tạ nặng. Nó không có gọi là nó ép buộc, nó không phải là một khối lượng body cố định mà chúng ta có thể điều chỉnh được. Muốn ngồi gì bài tập là bạn ngồi nè, mấy bài ngồi dễ chơi đó, cái đầu mình nhìn lên trời nó mới chóng mặt, đúng không? Còn cái bài kia cái đầu bạn chĩa xuống đất chừng nào nó mới chóng mặt, trồng chuối nó mới chóng mặt. Thì để có được bộ ngực đẹp từ cái bài này thì rất là đơn giản. Cái tập như sau, chỉnh ghế cho nó phù hợp, nhưng mà ghế là hay hơn đó, chỉnh ghế cho nó phù hợp rồi ngồi. Nè, nguyên tắc nè, cái người bạn phải free quay nha. Chồm, đầu tiên bạn tập nè, để tay đằng sau cho Duy. Chồm bật, chồm bật, chồm bật, chồm bật. Lật đật nó sao làm vậy, bật cỡ nào, bật căng thẳng thôi nha, không có bật ra sao nha. Nhớ, chồm bật, chồm bật, chồm bật chừng 15 độ. Rồi, nè, nè không, khi tạo lên mình chồm trước, xong rồi xuống là bật nhấn. Đưa cái vú ra, có bao nhiêu vú được hết, đúng không? Bài này nó khuyến mãi luôn cơ tay sau với cơ vai nè. Nè, chồm nè, căng này không? Vuông tay, vú. Rồi, tập 2 tới 3 set thôi. Set trung bình 8 cái, tập tương đối nặng, bảo hộ đầy đủ. Đó là cái bài Leverage Dip. Dip là một cơ chế rất tốt cho cần dưới và cạnh ngực. Đây là một cơ chế hiện đại và Duy khuyên các bạn nên tập cái này. Thứ nhất nó an toàn, và thứ hai nó phát triển lâu dài, và bạn cũng dễ dàng bạn chơi. Đây là một cái bài tiền đề để luyện công cho những cái bài khó hơn. Còn nếu bạn thấy cảm thấy nhẹ quá, bạn cứ làm bài toán đi. Bên đây có 20 kg, ta bạn chắc chừng 4 cục này. 4 cục này là chừng 80 kg một bên, rồi bạn dip chừng 8 cái tới 10 cái, dip full răng. Bài dip nên full răng. Nên full răng nha, full răng là sao? Là đây nè. Căng nhất nè, ép nhất nè. Đây má rút đồng tiền không? Không. Nè, căng nhất nè. Xuống, từ từ thôi, nè không? Rồi, chúc bạn thành công, trải nghiệm. Xin mời bạn đến với bài tiếp theo. Xin chào các bạn, bài tập thứ hai mà Duy muốn giới thiệu với các bạn là cái máy tập này, Leverage. Tất nhiên đây là một cái máy nó độc bạn, thì không phải là phòng gym nào cũng có điều kiện trang bị cho các bạn. Thì giả sử như phòng gym các bạn có trang bị á, thì các bạn nên sử dụng cái máy này trong một cái ngày tập dưới, đúng không? Ngực dưới là cắt ngực á. Thì tất nhiên tôi tập thì tôi sẽ lựa một số bài tập thôi, chứ không phải đầu tập hết. Thì trong những cái bài tập mà Duy giới thiệu, các bạn thấy phòng các bạn có cái máy nào thì bạn chơi máy đó. Ở cái máy tập này cho bạn một cảm giác rất khác rất nhiều so với bài dip hồi nãy nha, khác rất nhiều. Cái vùng cơ tác động bài này nó rộng hơn, nó vừa ở dưới mà nó vừa ở trong nữa, mà nó vừa ở bên đây nữa. Cái bài Dip nó cho bạn đi được vòng chữ C thôi, còn nãy đi cho bạn đi được vòng chữ U luôn nha. Vô cái tập bài này rất đơn giản, bạn máy Leverage chỉ ngồi đẩy thôi. Đây không phải là chương trình giới thiệu động tác của Lậu, không phải kênh hướng dẫn kỹ thuật tập gym, mà là chương trình giới thiệu động tác và phân tích động tác. Đây, thấy cầm không? Ngay vị trí này đẩy ra. À, vô đây là sát ghê không? Nó rất là sát chỗ này nè, rất sát, nó thay thế dumbbell được luôn, đúng không? Nó thay thế dumbbell được. Đây là một bài tập rất là đa dạng. Cái răng của nó cho bạn tới đây nè là cái lực bạn rất mạnh, đúng không? Cái lực bạn rất mạnh. Động tác này là không phải là full răng, mà động tác này nó là răng nó một phần thôi, tức là nó khoảng 3/4 răng thôi, chứ nó chưa có full răng như này. Đó. Khi bạn đưa tới đây là được chừng 5/6 răng nè. Đây là quá tốt rồi. Ở đây là nó phát triển thêm một rộng nữa, nó phát triển thêm một rộng nữa. Bài này bài rất là đa năng, trong đó nó cắt dưới rất tốt. Cạnh ngực. Thấy cực căng không? Dumbbell nó không mang được cho bạn cảm giác này, Barbell nó không mang cho bạn được cảm giác này, Dip cũng không mang cho bạn được cảm giác này. Chỉ có cái Leverage, cái máy này thì cái máy duy nhất, cái máy Leverage này. Còn hai cái máy Leverage kế bên nó cũng mang được nữa. Thả lỏng thôi bạn, đừng gồng, bạn gồng cái chạy hết nha. Thả lỏng. Hai bên đều. Đó. Và một bài tập rất tốt để cắt ngược dưới mà bây giờ Duy giới thiệu các bạn đó là bài Deep Free Quay. Đây là cái bài rất khó tập bạn ơi, bài này nguy hiểm lắm. Bài này giết chết sự nghiệp của nhiều thằng rồi đó. Tại đơn giản là yếu có tập không nổi thôi. Đó. Nên muốn tập được cái bài này chúng ta cần phải có thể lực đủ mạnh. Bạn đủ phải nâng chính khối lượng của các bạn lên cái đã, đúng không? Và ở cái bài này nó dễ chết ở hai chỗ lắm, một cái vai hai con chỏ đi hoài à, biên bao nhiêu thằng cái tập bài này chết rồi đó bạn. Nên bài này bạn phải cẩn thận, hết sức cẩn thận nha. Bài này tập rất tốt để cắt ngực, đúng không? Nó là cơ chế Dip nhưng mà nó có một cái rủi ro đáng gờm là như vậy đó. Vô full răng nha. Nè, xuống chờ, xuống xíu nè, thấy không? Xuống chờ, lên. Thẳng lên. Phải giữ thân bằng. Đó. Nên ở cái bài này bạn thấy cái vị trí của chỏ nó rất là ghê. Và vị trí là cái vai nó cũng dễ bị sái ra vậy nè. Sái ra vậy nó rất là nguy hiểm nha các bạn. Nên chúng ta phải cố gắng tập cái bài Dip bằng Leverage được cho nó nhuần nhuyễn, cho nó khỏe. Thằng nào trên chảnh á, Dip bằng cái máy Leverage được 3 cục bên nữa nghe. 3 cục hai chọc đi một bên, mà tập là cái như là tương đối là ok, vui vẻ và vô tư á thì hãy xuống đây Dip cái này. Không xuống đây Dip cái này chết cán chịu, rất là nguy hiểm. Freeway luôn khó tập và dễ chấn thương. Bạn phải đạt được cái trình tối thiểu, cái trình căn bản thì bạn có thể chơi freeway được. Câu này Duy nói đó giờ phân tích động tác. Cố gắng tập đúng bằng chỗ này nè. Ống tay làm ơn nó thẳng xuống giùm tôi một cái nha. Ống tay này nè. Còn cái góc này nè 90 độ tối đa thôi, không có nhõng nhõng vậy nha. Góc này 90 độ thôi. Đúng không? Đẩy lên không thoát khớp. Thăng bằng được người. Nhớ giùm tôi mấy cái chỗ đó. Cái chân chắc ra sau cho tôi vậy nè. Có mấy ông chân để vậy tập luôn mới ghê như tập vậy nè. Bữa thiệt chứ tôi. Nè, chấp vô. Đúng chưa? Cho nó thăng bằng không? Xuống. Người không lắc nha. Người lắc là tập chưa được đâu. Bạn sẽ đặt câu hỏi là ủa giờ tôi tập người không tôi nhẹ quá. Tôi tập được 12 13 cái rồi sao? Chờ chút nắp level. Đó, bài này chơi nè, vô được vai, ngực tay sau. Ngực và vô cạnh ngực với ngực dưới. À, những bài này tập hình dưới bao đẹp, cắt ngực bao phê và bao ok. Nãy giờ chỉ các bạn 3 bài Trong một buổi tập bạn lựa một bài, bạn chơi 2 set là được rồi, đúng không? Không cần phải nhiều. Quan trọng là gì? Chỉ những bài này là những bài compound, là những bài kết hợp. Thì quý cô và quý anh chị em á, tập nặng cho tôi nha, không có tập nhẹ. Bài này mà tập nhẹ gì nặng là nặng sức các bạn á, chứ không phải nặng giống như Duy nãy giờ nha. Rồi móc vô, tôi đứng dẫn cái mông ra giờ nó mới giữ được an toàn đó. Bước vô nguyên tắc tạ lắc nghỉ không tập. Họ nhìn cục tạ với mà nó lắc mặt cái là nghỉ nha. Nhiều khi mình mệt mình rung tay á, hoặc là chưa quen á. Bây giờ nó khó 2 bước nữa. Bước số 1 là tôi đang dip nặng hơn. Bước số 2 là tôi phải tập trung tôi thăng bằng cho cái đống này nữa nè, cái đống tạ dưới chân nè, cho đừng có lắc. Đó, ok không? Ghê không? Nè, xuống. Nó xẻ ông bằng ngược luôn. Thôi bye bye, chúc thành công. Bữa khác gặp. Trong lớp anh là người soi hóa, viết cân bằng phản ứng của tình yêu. Thêm xúc tác cho nhau nhớ thật nhiều. Nào phản ứng theo hai chiều nghịch nhau. Anh sợ hãi trong màu sắc dung dịch. Từ hồng xanh, ngọc bích chuyển sang đen. Hết mặn nồng, dội lại đến hơn ghen. Hai thái cực tình yêu và hóa học. Màu phải khi hòa